ngành quân cụ, là ngu ngành quân cụ, nhớ là năm 68 đi lính, năm 70 anh là nhà thầu quân đội, năm 22 tuổi 72 anh là có 25 triệu đô. Vâng, em thì tưởng anh hồi đấy ở công binh ở bộ phận phá bom. Vậy Anh có biết cái chính phủ của ông Trần Thanh Đằng không? Chính phủ ở Việt Nam hậu ông tổng nào hậu ông Trần Thanh Đằng mới tuyên bố là tổng thống chính phủ Việt Nam hậu cộng sản ấy ở bên Cali ấy. Anh biết chính phủ ông em đó không? nhớ không? Em thôi cái đó em nói cái chuyện đó anh không biết bàn, những cái đó em nhớ ở đây ai cũng muốn làm chính phủ mà Ủa. chỉ nói một câu nhất duy nhất thôi. Em đi nhớ 30 40 đường làm chính phủ hỏi em gì chứ, Ủa. em làm chính phủ mà tổng thống có biết em là ai không? Anh ơi, nhưng mà em phải tự hào người Việt Nam mình ý. Hiện nay bên Mỹ là có 6 tổng thống thì 5 tổng thống người Việt Nam rồi, người gốc Việt. Tổng thống Đào Minh Quân nhá, tổng thống Nguyễn Hữu Tránh nhá, tổng thống Ngô Hùng của triều đại Bịp nhá, à, triều đại Việt nhá, tổng thống Nguyễn Trần Thanh Đằng nhá. Và còn chưa kể anh là quốc nhà tiên tri vũ trụ, quốc quốc trưởng anh. Người hơi Đúng tự rồi. hào đấy, quốc trưởng là nó có chức quyền nó to bằng tổng thống không anh? Trời đất ơi, em chữ quốc trưởng là vua rồi còn cái gì nữa? À, quốc Thì trưởng tổng thống em còn phải bầu cử chứ, quốc trưởng đâu à, cần bầu cử. thế em hỏi anh nhá, anh quốc trưởng nhá, anh ra lệnh giải giáp vũ trang của chính phủ Đào Minh Quân, chính phủ Nguyễn Hữu Tránh, chính phủ Trần Thanh Đằng, anh yêu cầu giải giáp vũ trang. Bây giờ em hỏi anh ra lệnh, anh là vua mà, anh là quốc trưởng mà. Không mà em nói nhớ ở trên đời này, em nhớ nhớ trên đời này để em nói trong game Mỹ là có tự do, nhưng mà em nhớ ví dụ bây giờ anh nói trong game dễ lắm nè em, ví dụ Mỹ có tự do em nhớ bây giờ đó mấy ông đó làm mà có được tổng thống đứng kế bên không? Không À anh Trần Trần ơi, anh cho máy xa chút để ngắm anh cái bộ 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 nhà gì anh đẹp lắm. Vâng, anh cho máy xa ra. à? Anh cho máy xa ra để mọi người Nè anh nè vâng đây đúng xe rồi, lại đúng đây. rồi. Đấy nhìn bộ nhà đẹp. Vâng, rất duyên anh ạ. Anh ơi, nhưng mà theo anh Em hiểu. tiên tiên tri nhá, theo nhà tiên tri vũ trụ Trần Dân thì liệu có khả năng xảy ra một cuộc xung đột vũ trang giữa các chính phủ vừa nêu không ạ? Mấy cái đó nó có súng đâu mà vô nó đụng Ôi. quýnh gì vậy Anh ơi, em thấy diễn hành ý, cả xe thiết giáp nhá, ông Đào Minh Quân ý, có cả xe thiết giáp này, tàu ngầm chạy trên đường bộ này, và máy bay thì là chạy bằng động cơ hai cẳng. Anh ạ, à, em thấy cuộc diễu hành ấy, cuộc diễu hành ngày 30 tháng 4 đấy, quốc cò gì đấy, hận thù gì đấy. Ông Đào Minh Quân, ông có cả thiết giáp này, tàu ngầm đi đường nhựa nhá, máy bay trực thăng và chiến hạm mà đi đường nhựa. Đấy, anh có sợ là loạn 12 sứ quân mà xảy ra cái cuộc mà xung đột vũ trang giữa các chính phủ mà anh vừa nêu tên không? Lên giữ đất, tổ quốc lẽ lên hình tia chớp ngăn thù.